everyone, come back to my channel. Please cook with me. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn món cánh gà nấu với Coca. Đây là cánh gà mình đã mua và mình đã chặt sơ sẵn. Và đây là Coca mình sẽ dùng để nấu. Trước tiên thì mình sẽ ướp cánh gà với lại tỏi nữa. Khoai bóc không? Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đây là cái cánh gà này. Bên trong đã chín hết rồi. Có vị ngọt ngọt của Coca và có mùi thơm của tỏi ớt nữa. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh mình nha. Cảm ơn các bạn.